giờ nhà mình tứ bề thọ địch rồi, không ưng mối này con phải ưng người kia cho dứt hết đi con. Lấy chồng để đối phó sao vú? Sao kỳ vậy? Con bàn ra nữa đi, cho cha con chết cho con vừa lòng. Vú nó xui không à. Chắc là không được rồi. Con tính là bàn với cha với vú cái chuyện mà kén chồng cho con, mà bây giờ cha biện vậy chắc phải dời lại quá. Giờ cái gì con? Bàn liền đi con. Con biết ngay mà. Hai người thiệt là quá đáng. Chuyện bệnh hoạn của cha mà đem ra giỡn vậy đó. Con có gì đâu mà quá đáng con. Không có chiêu trò này á. Sao con đồng ý được, đúng không? Sao bàn chuyện chồng con sao? Nói cha nghe coi. Sao? Dạ bây giờ cha, cha hãy kén rể đi cha. Kén rể? Trời đất ơi. Kén rể? Bố cáo khắp vùng, cho người ta tới càng đông càng tốt. Được đó, càng đông mình càng dễ lửa. Trẻ trẻ con lửa, già già vú lửa. Trời đất ơi, kén rể cho con gái tôi, mắc mới gì vú ở đây? Nè, con kén rể làm sao? Phải có cách thức đàng hoàng chứ con. Con có cách. Đúng là hổ phụ sanh hổ tử, ghê thiệt chứ. Vậy là chuẩn bị đó hỷ sự lắm môn. Ông thấy tôi ghê không? Bố cáo kén rể. Của ông Lạc Hạ, bố cáo kén rể cho mọi người ơi. Ủa mà kén rể sao ta? Tôi cũng không biết nữa. Mà sao ông không nhắm một đàn hậu đối mà đi kén rể, lỡ chúng thằng nghèo sao? Trời ơi, chưa có biết cách thức thì sao mấy ông ơi? Thì đó, phải thi cho tiểu thư chấm nè. Tôi mà chưa có vợ, tôi cũng đi thi thử rồi. Lỡ được nguyên cái gia tài thì sao? Không biết có cho vui coi không ta? Chắc vui dữ ha. Có biết chữ không đâu đi thi? Tài lanh không. Nè, thôi đi về mày ơi. Sợ cái này. Cái gì? Ông cũng có biết chữ đâu mà nói người ta. Biết chứ khùng hả, sao không biết chữ? Ủa biết hả? Biết. Vậy thi không? Không. Sao vậy? Không thi ở đây làm chị? Nhiều chuyện đứng coi thôi. Nhìn cái mặt ông là biết nhiều chuyện rồi. Không phải. Thi đại đi. Không, thi là rớt á. Tại vì nàng nói chuyện dữ lắm, nó không lại nàng đâu. Hồi đợt tôi đi qua một lần là quê rồi. Cứ thi đi, làm được gì cứ làm. Nhiều khi ông đăng ký ông thi, tôi cam đoan là nữ sẽ chọn ông à. Sao chọn tôi? Tại vì ông là ứng viên nặng ký. Ủa sao ông biết? Ông nhìn cái tướng ông đi. Nặng hơn tôi chưa? Không ơi, nói kiểu đó. Nếu mà ông nói tôi thi nữa, nhiều khi nữ cảm động, nữ chọn tôi thì có thể. Là mặt dày đúng không? Đúng rồi. Thi hoài đúng không? Giờ sao? Thôi vậy, chơi. Chơi. Mở kén rễ hả? Kén bằng cách nào? Chị có ưng ai đâu mà kén. Vậy nên mới phải tính chứ. Tôi nhờ anh đó. Hả? Vậy sao nhờ tôi? Tôi có biết gì đâu mà nhờ. Đó, nghe kể chuyện của cha anh, tôi nảy ra ý đó. Ý gì? Ý gì hỏi chị? Anh có kén rễ đâu mà hỏi. Tại sao tôi phải kén rễ? Tôi đâu có muốn lấy vợ đâu. Phải chi, khỏi lấy vợ lấy chồng gì hết. Lâu lâu ba đứa mình tụ họp như vậy vui biết bao nhiêu ha. Mà người ta tới đông á, chị cũng phải ưng một người chứ, chị không ưng ai hết người ta quậy sao? Thôi, cái vụ đó để chị tính cho. Bây giờ chị chỉ thích là có một vài người bạn thân á, mình ngồi mình tán dóc, mình ngồi chơi vậy thôi là đủ vui rồi. Giống vậy hả? Nói vậy tôi cũng là bạn thân của cô luôn hả? Tuy là mới đây nhưng mà cũng coi như là bạn thân. Hơn nữa anh là ân nhân của tôi rồi còn gì. Ôi cô cứ nhắc hoài. Đúng rồi, tính ra là chị gặp anh Khờ trước mà. Thì sao? Bà pháp sư nói là sẽ có một người đàn ông giúp chị, xong chị gặp anh Khờ trước rồi mới gặp ông Tính, đúng không? Ổng còn cho chị bông hoa cứu mạng chị nữa đó. Tại chị, tại chị không nghĩ tới ảnh thôi, đúng chưa? Thôi chị về đây, gặp sau nha. Chị. Ủa, đó giờ mà bạn thân chơi với nhau là muốn về là về vậy đó hả? Cái này là thân ai nấy lo rồi. Sao bữa nay không đột xuất vậy? Khôn gì, cổ cũng đâu coi cô là bạn thân đâu.